Nồi thây. Đâm đâu vậy? Đâm. Vâng. Tất cả cho là thảm ô nội dung thứ hai. Rồi. Tất cả xếp vô ô nội dung thứ hai này, 36 động tác này. Một hàng năm bạn đây còn nhiều cách hay sao á? Một hàng năm bạn. Rồi Lê Việt Minh qua dẫn động ra. Lấy thôi làm chuẩn tất cả gian cách một xe tay. Một xe tay. Qua luôn Vinh. Đây là một cánh tay nè. Còn đây là một trái tay nè. Rồi. Còn ở phía sau đóng ra kia. Lộc, Yên, Trúc Lê kẹt ra phía sau, thẳng ra sau thẳng kia. Rồi, chúng ta tập nhóm động tác nha. Nhóm động tác nha, chứ không phải là từng động tác. Nên mấy bạn đắp một sau rõ ràng đi. Mấy bạn sau đi cho rõ ràng nha. Ok. Tập trung đi. Hàng 2, 3, 4, lùi 1 bước, bước 1, 2, 3, 4 Chào 4 Đánh nhóm động tác nha. Hấp xuống, hấp xuống. Đi. Nắm chặt cái này là đánh vô rõ ràng là việc. Động tác đó là gì mà ra để cái tay như thế này được? Thầy thấy ai thầy lỏng lỏng cái tay là thầy đánh vô cái tay nha. Cực mà không có lực cái tay ra để dài thì đánh gì? Bắt xuống. Đi. Cùng mạnh hết sức ra coi. Đông đông. Bước chân trái này, việc bước chân phải ra. Quay lại đây, 12. Động tác 12. Chậm từng cái nè. Chậm nha, 1 nè, 13. Đùng. 13. Năm đấm đâu việc. 14. Rồi đút cái chân vào. Chân trái vào, xoay lại, bước chân trái ra. Đó. Rồi, mình xoay lại nhóm 12. Xuống nè. Tập trung này nha. Đây. Bập, bập. Xuống. Việc không bước ra, để một chân phải vậy. Việc làm lại thôi. Mới sửa xong. Ừ. Tập trước, đứng nghe. Nhóm tiếp theo nè. Hết này nha. Hey. Lại rồi, lên. Lấy chụp bài đây.
cái nhóm tiếp theo là không tồn tại rồi. Được vậy không? Bây giờ đánh chậm từng động tác nè. 1 bắn sập rồi, 2 xoay chỏ mạnh thôi, giật cái chỏ mạnh thôi, 3 vòng cái tay đi, giật cái chỏ luôn, 4 đánh chỏ ngang nè, đánh chỏ ngang qua, 5 đánh chỏ ngang luôn, 6 đánh chỏ lật, lật trên cao đó. Rồi lại nhóm động tác 17, đánh một nhóm tới đây nha, mệt không? Rồi hết sức ra luôn đi. Bây giờ chưa? Nhóm nha, đi nhóm nha. Đây. Up, 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 up. Rồi, tới đây rồi, nửa bài. Thở chút xíu. Biến nó lại vị trí cũ. Ngồi xuống, thả lỏng cái này. Ngồi xuống, thả lỏng cái chân này. Ta này gì? Thầy cũng mệt quá, thầy ngồi nghỉ. Lắc cái chân đi, thầy lỏng đi, lắc cái chân đi. Công nhận công dụng của học xong quá. Đúng rồi. Anh như thầy la cho mức có sức thầy la mấy đứa chứ. Chắc hôm nay nghịch làm. Thầy la không nổi là mấy đứa đâu, tập nổi đâu. Thầy mà không la là mấy đứa ngồi im ấy. Chơi chơi không à. Lát nữa tập xong cho anh xem. Cố lên nha. Mình tập mình thấy mỏi mệt chứ. Tập nó mới ra mồ hôi được. Mình chưa lát cái chân kỹ như này đi. Sao bóp cái chân đi. Thầy lỏng được cái lông mại nè. Rồi, đứng lên. Ôi, không quay gì. Ê. Cầm cái cái bé đâu. Lùi, tắt cái lùi, nhắm luôn. Lên chân nhập thôi. Rồi, nó chở đâu? Cố lên nè. Đi một lần đấy nha. Một chặn đá cao. Hai đảo cước đá cao. Ba bàn lông đá cao. Rồi, nhớ động tác này nha. Nắm chặt tay lại. Rồi, tham gia. Vui. Ba đâu? Vậy nhóm nha, đây bóp bóp chạy bóp bóp lên đúng, đứng im nha, đi đoạn tiếp theo nè, đùng đứng im lướt, đùng đùng chạy. Bên trái bỏ phía sau luôn. Tao đẹp. Lên. Không ta cái mẹ mày. Hết bài cuốn. Và lại vị trí 23. Cố lên. Nhất đầu. Bây giờ đi nhóm nha. Hẹn lùi lại nha. Đúng vậy. Đánh nhóm nè. Tập trung vào. Đi nhóm. Cao. Cao. Cao luôn. Rồi đi nhóm em nha. Em mệt mà xét quá. Đi. Lướt. Đùng. Lướt. Đi đi đi. Nhóm đi thôi đi. Tự sống hả? Đánh gì làm đi sâu nhắc hơi. Cái này hơi 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 hơi. Là biết không đều rồi. Không đều rồi. Nhắc to nữa. Thôi lại đây, lại. Cố lên, cần gối. Hay gọi tôi là cameraman. Cố lên. Lùi ra nè. Không, này luôn, qua nhóm này luôn. Qua nhóm này luôn. Tập trung chỗ này cho cao độ luôn này nha. Đúng.
sâu đi. Bước lên, bước ra ngay sau cũng về. Lại con ơi. Tập trung nè, tôi động tác nè. Đúng rồi. Một, hai, lướt, ba, đùng, bốn, năm, năm, tất cả đứng hai cái tay lên này coi, thì lên, bước thẳng chân ra thu gian bỏ ra kia. Rồi, như vậy là cũng xong hai nội dung. Mời ông Thu Giang. Mà mình thấy còn tư còn khỏe quá mà. Hả? Còn khỏe con chút rồi thầy. Ừ, còn khỏe một chút. Tập là bước đã chứ. Cho Hà My nằm xuống không? Tới thui nè. Nói trơn trời luôn. Quang Duy nằm nè. Trời ơi. Mệt không Quang Duy? Hơi mệt. Hơi mệt mà. Đứa ra thầy cho mệt thiệt mệt vậy á. Chúc Ly. Đã quá ha nằm. Rồi Thư nằm đã quá sao banh tay. Mày giặt đồ tao nha. Mày còn chưa mệt nữa. Bạn Lộc, bạn Lộc. Bạn Lộc ông ngoại tới mát xa nè bạn Lộc. Ông ngoại mát xa. Qua chưa? Đã không Lộc? Đã không? Đã mệt không? Không. Không mệt. Trời ơi, tập giải mà không mệt nữa. Quá đã. Việc nằm hứa hướng hậu. Thi nằm xuống thầy lỏng nữa Thi. Quay anh Việt thầy lỏng nha. Anh Việt thầy lỏng nha. Em Thi đây. Em đâu? Ý thầy lỏng đi em Ngọc kìa. Ý không thầy lỏng đi em Ngọc. Hả? Nó đang buồn ngủ thôi. Biết im đi. Khánh Ly thầy lỏng cho Việt. Ít thôi. Trời ơi Ngọc nằm sướng quá ha. Này chúng ta vừa tập xong đúng chưa? Nhưng mà này có phải sao không? Mà quý phụ huynh chưa đó. Ờ hết giờ hai lỏng mệt hết mà ai cũng mệt hết mà chơi trò chơi gì. Thằng đứa này mà đâu có mệt được hả? Mệt chứ. Vinh Vinh nằm đã không Vinh? Đã rồi. Nhưng vẫn chưa mệt hả? Vẫn chưa mệt. Trời ơi thầy thấy thầy mệt lắm luôn á. À, thầy do thầy không tập đúng không? Thầy leo đúng không? Thầy đứng thầy leo nó không mệt đúng không? Rồi thôi bye bye chào mọi người nè. Tất cả đâu bye bye đâu. Rồi Lộc đâu Lộc đâu Lộc đâu.